Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì lên sóng cho quý vị anh chị một chiếc xe mà trong phân khúc xe hạng D. Em nó một mình một phong cách mà một mình với một cái thiết kế khá là cá tính nhưng mà không kém phần lịch lãm. Và nhân vật ngày hôm nay muốn giới thiệu cho quý vị anh chị đó là chiếc Honda Accord. Đây là phiên bản 2019 quý vị anh chị nhé. Đó, mọi người có thể nhìn qua là một em hắc bạch công tử với tông màu trắng thì rất là đa dụng, dễ dùng và được lòng khán giả, khách hàng rất là nhiều đúng không ạ? Và với chi tiết như em đã chia sẻ với anh chị nó rất là đặc biệt ở đây, đó chính là phần thiết kế. Riêng với những dòng xe của Honda thì đập vào mắt em Ngọc ngay lập tức đó chính là phần thiết kế đèn pha được đa LED. Với thiết kế full LED như này thì chỉ có thể là các dòng xe của Honda mới có thể đáp ứng được cho khách hàng về độ tinh tế và thể thao thôi quý vị anh chị nhé. Và đi vào tổng quan của chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy là lốp láp của xe đã đi được khoảng 44.000 km thì cũng tương đối đúng không ạ, không quá nhiều. Và với biển Hà Nội nữa thì em Ngọc đánh giá là bác nào mà có đăng ký về Hà Nội thì rất là tiện lợi, mình sẽ chỉ cần làm hợp đồng ủy quyền thôi và cái chi phí làm thì bên em sẽ có trách nhiệm là làm cho quý vị anh chị. Và hợp đồng ủy quyền này thì chúng ta sẽ có trên pháp lý là chiếc xe phải có được quyền mua bán của người được ủy quyền thì sẽ được sử dụng xe quý vị anh chị nhé. Thế nên là về pháp lý thì không thể là mọi người là lăn tăn là đăng ký xe người khác nhưng mà ủy quyền tên mình lại có vấn đề gì không thì em Ngọc xin khẳng định với quý vị anh chị luôn. Và với thiết kế phần đuôi xe thì những thiết kế của Honda luôn làm em cảm thấy là có một cái cá tính riêng biệt và rất là bắt mắt đúng không ạ? Phần thiết kế đuôi xe được to bản và cắt xẻ tạo nên một điểm nhấn rất là thể thao đúng không ạ? Và đồng thời thì với hai ống xả thì quý vị anh chị đã có thể vận hành chiếc xe một cách rất là hài hòa. Bây giờ em sẽ mở thêm phần cốp để cho quý vị anh chị có thể trải nghiệm được xe trọn vẹn hơn. Ở đây là phiên bản của những chiếc xe xe hạng D thì chắc chắn là Honda có không hề thua kém bất cứ đối thủ nào cùng phân khúc. Và cái cảm giác lái thì chắc là phải mời trực tiếp quý vị anh chị qua để mình có thể trải nghiệm được xe trọn vẹn hơn nhé. Keo chỉ hay là rong cao su thì các bác có thể nhìn giúp em. Đây, từng dấu phải sơn ở phần đuôi nhé, còn nguyên 100% luôn ạ. Đó. Bây giờ em sẽ tiến luôn vào phần khoang nội thất của xe để quý vị anh chị trải nghiệm được trọn vẹn hơn. Đấy. Với một tông màu khoang nội thất là tông màu đen, rất là trang nhã và sạch. Cá nhân em Ngọc phải đánh giá ngay đầu tiên chính là sạch. Nhà bác nào mà có trẻ nhỏ thì không phải lăn tăn vì chất liệu ghế. Xe đã có rèm cửa rồi nhá. Ngang những chiếc xe Camry 2.5. Đó, và cái không gian ngồi thì đầu tiên khi cảm nhận ngồi trên chiếc xe này thì em cảm thấy ghế rất là mềm, không hề cứng một chút nào. Đồng thời thì cái phiên bản này thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ tay bệ tì tay và cũng có thiết kế rất là thông minh giống những chiếc xe của Camry. Đó là chúng ta sẽ mở ở phần cốp ra được đúng không ạ? Tiện lợi, rất là tiện lợi đấy. Ví dụ trời mưa hoặc mình có lấy cốp ở phần đằng sau thì rất là dễ dàng. Ngoài ra thì cũng đã có tân trang một bộ thảm sàn 6D rất là hợp mắt với xe rồi đấy ạ. Bây giờ em sẽ tiến luôn vào phần khoang lái của xe nha. Với các phiên bản 2.0 của Camry thì chúng ta sẽ không được trang bị là cửa sổ trời. Nhưng phiên bản chiếc xe Accord này em đang giới thiệu cho quý vị anh chị thì đã có cửa sổ trời rồi. Thì là một trong những tính năng rất là hay và đột phá hơn với những chiếc xe trong phân khúc xe hạng D đúng không ạ? Với một chiếc Lux A thì cũng sẽ không có cửa sổ trời cho quý vị anh chị đâu nha. Và đấy, phiên bản này em đang quay cho quý vị anh chị thì mọi người có thể nhìn từng chi tiết. Từ 2019 rồi mà chiếc xe vẫn còn rất là mới vì nó không đi theo số đông. Và với khối động cơ là 1.5 turbo thì chiếc xe mang đến vẻ vận hành rất là bứt tốc luôn đấy ạ. Phanh tay rồi là những chế độ lái Eco Sport đã được trang bị rất đầy đủ. Auto Hold nữa quý vị anh chị nhé. Ngoài ra thì lúc nãy em cũng đã quay ở trên vô lăng chúng ta có cờ đuôi control rất là thật chi tiết rồi. Bây giờ em sẽ mở thêm về phần máy móc để cho quý vị anh chị trải nghiệm. Với phần máy thì sao?
quý vị anh chị, như em Ngọc đã chia sẻ là với khối động cơ 1.5 thì bác nào mà chê yếu thì em phải khẳng định là bác ra ngay lập tức cơ sở của bên em là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm chiếc xe này. Vì khi mà em đã trải nghiệm chiếc xe này thì em thấy là nửa vừa cái độ nhanh tăng tốc rất là nhanh vì là khối động cơ 1.5 turbo nhá. Mà cái xe thì nó có được cái rất là hay là nó còn có ở cam lề nữa. Đó, cái cam lề thì bác nào qua trực tiếp trải nghiệm đi thì là để em sẽ show cho quý vị anh chị về cái tính năng này. Và với chiếc xe Accord phiên bản 2019 đang có một mức giá bán tại showroom là chỉ dưới 1 tỷ thôi. Nên quý vị anh chị cân đối với chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline. Và xin chào và gặp lại mọi người video tiếp theo.